Chúc quý vị có một buổi trưa vui vẻ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ 30 phút trên kênh truyền hình BRT. Những nội dung đáng chú ý của chương trình Hòa nhịp phát triển hôm nay: kiểm soát hoạt động của các nhà máy luyện cán thép tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 2. Phường Mỹ Xuân cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm và sử dụng đất sai mục đích. Thành phố Vũng Tàu ngăn chặn xử lý kịp thời các sai phạm về đất đai xây dựng. Những thông tin từ thị xã Phú Mỹ sẽ mở đầu cho phần thông tin địa phương chương trình Hòa nhập phát triển trưa nay. Thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn thị xã Phú Mỹ có 50 tuyến đường đã có tên và 202 tuyến đường chưa được đặt tên. Để thuận lợi cho việc quản lý đất đai, đô thị, xây dựng và quản lý hành chính trên địa bàn thị xã, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ lập đề án đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Đề án này vừa được thông qua tại cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh do ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Theo đề án đặt tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ do đơn vị tư vấn là Trung tâm chuyển giao khoa học công nghệ thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất, sẽ giữ nguyên 50 tên đường đang được sử dụng và đặt tên cho 202 đường hiện hữu chưa có tên, trong đó có 195 tên đường mới và 7 tuyến nối dài. Đối với 126 đường đã được quy hoạch, đơn vị tư vấn cũng dự kiến đặt tên đường, đồng thời dự trữ 135 tên đường vào quỹ dự trữ để đặt tên các tuyến đường trong tương lai. Tiêu chí đặt tên đường và các công trình công cộng thị xã Phú Mỹ tuân thủ theo Nghị định 91 của Chính phủ, ưu tiên lấy địa danh nổi tiếng, sự kiện lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, danh nhân tiêu biểu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trên cơ sở thống nhất với nội dung đề án tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn Sở Văn hóa Thể thao và Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ hoàn chỉnh đề án trình Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Thưa quý vị, mặc dù các nhà máy luyện thép, cán thép tại các khu công nghiệp Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 2 đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải, một số nhà máy đã đầu tư hệ thống quan trắc tự động khí thải, truyền số liệu về trung tâm quản lý của tỉnh. Nhưng hoạt động của các nhà máy thép vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. Vì vậy, việc kiểm soát hoạt động của các nhà máy luyện cán thép tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 2 thuộc địa bàn thị xã Phú Mỹ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng ngừa, cải thiện và khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng môi trường trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Để kiểm soát hoạt động của các nhà máy luyện cán thép tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1-2 trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao cho các ngành địa phương tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc lưu giữ và xử lý chất thải, thành lập và triển khai hoạt động của các tổ tự quản về bảo vệ môi trường để việc giám sát được chặt chẽ hơn. Yêu cầu các nhà máy phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường. Hiện nay trên địa bàn Phú Mỹ có 6 nhà máy luyện thép là nhà máy thép Miền Nam Tumho, Vinakiway, Bosco SS Vina, Pomina 2, Pomina 3 và một số nhà máy cán thép như nhà máy Tôn Hoa Sen, thép tấm lá Thống Nhất, thép tấm lá Phú Mỹ, thép Bosco Việt Nam đang hoạt động tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1-2 nằm gần khu dân cư. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuân phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm với sử dụng đất sai mục đích, tự ý làm đường giao thông, phân lô bán nền sai quy định. Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuân thị xã Phú Mỹ đã tiến hành cưỡng chế buộc khôi phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm, phá bỏ toàn bộ công trình sử dụng đất sai mục đích đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, ngụ tại khu phố Phước Thạnh, phường Mỹ Xuân. Tại buổi cưỡng chế, lực lượng chức năng đã điều phương tiện phá bỏ toàn bộ tuyến đường bê tông dài khoảng 200m xây trái phép trên đất nông nghiệp thuộc thửa đất số 251-269 tại khu phố Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân. Thưa quý vị, Đảng ủy Quân sự thành phố Bà Rịa vừa tổ chức đánh giá về công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện công tác xây dựng đảng theo mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự thành phố đã triển khai đồng bộ toàn diện các chương trình công tác và thi hành điều lệ đảng. 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, gần 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Quân sự thành phố đã phát triển được 97 đảng viên mới.
đánh giá về công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy quân sự thành phố đã trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho Trung tá Phạm Trọng Thư, chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự thành phố. 165 y bác sĩ trên địa bàn thành phố Bà Rịa tham gia hội nghị chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức ngành y do Ban tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức. Các y bác sĩ trên địa bàn thành phố Bà Rịa được nghe Thạc sĩ Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Ngoại ngữ, Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu các nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức, đó là người thầy thuốc phải có lương tâm và trách nhiệm cao đối với người bệnh. Dịp này, các y bác sĩ cũng cùng nhau trao đổi một số vấn đề về nâng cao quy tắc ứng xử của công chức viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. 6 tháng đầu năm 2019, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa ở thành phố Bà Rịa luôn được thực hiện chặt chẽ và đồng bộ. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, nâng cấp, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đi vào chiều sâu. Từ đầu năm đến nay, thành phố Bà Rịa duy trì ổn định hoạt động của 150 câu lạc bộ, đội nhóm văn hóa, thể thao, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Các phòng ban chuyên môn của thành phố tổ chức 90 lượt thanh kiểm tra về hoạt động văn hóa, xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp với mức 20 triệu đồng. Từ đây đến cuối năm, thành phố Bà Rịa tập trung cho công tác quản lý di tích, nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm văn hóa thông tin thể thao thành phố và các trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng khối xã phường. Các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố Bà Rịa luôn được duy trì trong 6 tháng đầu năm. Từ đó thành phố kịp thời ứng phó với các đợt bệnh truyền nhiễm phát tán theo mùa. Từ đầu năm đến nay, thành phố Bà Rịa đã phối hợp với các ngành chức năng mở 13 lớp truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, tổ chức tốt chiến dịch diệt lăng quăng dựa vào cộng đồng, duy trì hiệu quả mô hình cộng đồng chung tay phòng chống dịch. Những tháng còn lại của năm, thành phố Bà Rịa tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe tới từng hộ, nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao, nâng cao nhận thức và huy động cộng đồng chủ động phòng chống dịch bệnh, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế. Thưa quý vị, Ban chấp hành huyện ủy Long Điền tổ chức hội nghị triển khai các quy trình về công tác cán bộ. Ban chấp hành huyện ủy Long Điền đã thông qua tờ trình về việc hợp nhất văn phòng huyện ủy với văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện thành văn phòng huyện Long Điền. Sau khi hợp nhất, văn phòng huyện Long Điền có 26 biên chế công chức, 14 hợp đồng lao động theo Nghị định 68, giảm 3 chỉ tiêu biên chế công chức và 1 hợp đồng lao động theo Nghị định 68. Về tổ chức bộ máy, lãnh đạo có chánh văn phòng, 4 phó chánh văn phòng. Các bộ phận trực thuộc gồm bộ phận tham mưu tổng hợp và bộ phận hành chính quản trị. Nhiệm vụ của cán bộ công chức văn phòng huyện tiếp tục được bố trí theo vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Thường trực huyện ủy Đất Đỏ đã họp giao ban với thường trực đảng ủy các xã thị trấn và lãnh đạo các ban huyện ủy và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019, những khó khăn vướng mắc và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, đảng ủy các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trong phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cán bộ đảng viên các xã thị trấn đã gương mẫu và tích cực vận động nhân dân lắp đặt hệ thống camera an ninh, trồng hoa kiểng tại các tuyến đường liên ấp, khu phố, xây dựng tủ sách chi bộ. Phong trào thi đua, đăng ký mô hình dân vận khéo được đẩy mạnh, tình hình quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc. 6 tháng cuối năm 2019, đảng ủy các xã thị trấn tập trung vào công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phước Hội huyện Đất Đỏ tổ chức bàn giao 4 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã. Mỗi căn nhà đại đoàn kết có diện tích 42m², kinh phí xây dựng mỗi căn 70 triệu đồng do gia đình bà Huỳnh Thị Mai là con em quê hương Đất Đỏ đang sinh sống và làm việc tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai hỗ trợ. Tại lễ bàn giao nhà, bà Huỳnh Thị Mai còn tặng nhiều vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt và động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc. Thưa quý vị, thời gian qua, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã tập trung chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi chiếm dụng đất, xây dựng công trình trái pháp luật. Do vậy mà tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố gần đây đã giảm mạnh.
Cuối tháng 5 năm 2019, Ủy ban nhân dân phường 5 và hạt kiểm lâm thành phố Vũng Tàu đã phối hợp ngăn chặn, xử phạt ông Phạm Văn Tú, ngụ phường Thắng Nhì, chủ sử dụng hai khu đất hơn 16.400 m² trên núi lớn, đã có hành vi tự ý chặt hạ cây rừng, san gạt đất trên núi lớn với diện tích hàng ngàn mét vuông. Tự chẻ đá lát đường và san lấp ngăn dòng chảy thoát nước từ núi lớn xuống khu dân cư bên dưới. Hiện nay là phường và cùng các phòng ban chức năng của thành phố đang giám sát cái việc khắc phục của ông Tú. Nếu ông không thực hiện là phường sẽ cưỡng chế công trình. Tại phường 12, vào ngày 3 tháng 6, ngay sau khi phát hiện và kiểm tra hiện trường, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với bà Đào Thị Thanh Hà, trú ở phường 8, với số tiền 24 triệu đồng vì xây dựng công trình không phép, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Trên khu đất diện tích khoảng 1.400 m², đường Võ Văn Kiệt, khu phố 5, phường 12, bà Hà đã hoàn thiện thi công một đoạn đường nội bộ với chiều rộng 6m, chiều dài 100m. Đang thi công một đoạn đường có chiều rộng 6m, chiều dài 100m. Đang bó vỉa, đổ đá tiếp một đoạn đường 6 x 150m. Ngành chức năng cũng buộc bà Hà tháo dỡ công trình vi phạm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trước đó, tháng 1 năm 2019, sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng phường 12 và đội quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu cũng đã kiểm tra, xử lý vụ san ủi đất có dấu hiệu lấn chiếm đất công tại đường số 2 tháng 9. Trong những năm qua, thì phường 12 là một điểm nóng về vi phạm trật tự xây dựng. Hiện nay thì Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường 12 đang rất quyết liệt để xử lý với vấn nạn này. Tình trạng xây dựng đất nông nghiệp, phân lô làm đường trái phép, phường 12 sẽ cương quyết xử lý. Đối với các cái điểm nóng thì phường 12 khoanh vùng và xử lý triệt để ngay từ ban đầu phát sinh vi phạm để nhằm răn đe và phòng ngừa cái vi phạm tiếp tục xảy ra, đồng thời cũng hạn chế đến mức thấp nhất những cái tổn thất mà những đối tượng vi phạm mà có thể là gây ra. Tính từ đầu năm đến nay, đội trật tự đô thị thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường xã thực hiện tuần tra, lập biên bản xử lý 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, trong đó tháo dỡ 30 công trình vi phạm và cưỡng chế thu hồi đất 9 trường hợp. Số còn lại đang tiếp tục xử lý. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ vi phạm trật tự xây dựng đã giảm hơn 52%. Đội trật tự đô thị thành phố đang tiếp tục phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố hoàn thiện quy trình, quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng, hoàn thiện sổ tay để làm tài liệu tuyên truyền đến địa bàn dân cư, giúp người dân nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai xây dựng. Theo lãnh đạo thành phố Vũng Tàu, hiện nay khó khăn nhất trong công tác ngăn chặn xử lý các sai phạm trong lĩnh vực đất đai là nguồn nhân lực. Tuy nhiên, với quyết tâm của toàn đảng bộ, chính quyền và sự đồng hành của người dân, thành phố Vũng Tàu đã và đang tiếp tục để không dẫm lên vết xe đổ của gần 10 năm về trước. Đối với công tác quản lý trật tự đô thị thì lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm và coi cái việc mà quản lý trật tự đô thị, sử dụng lòng đường vỉa hè là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố. Thì đối với thành phố thì chúng tôi vẫn phải kiên quyết thực hiện. Mặc dù thứ bảy chủ nhật hoặc là ngày lễ là chúng tôi vẫn huy động lực lượng. Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cũng yêu cầu đề cao trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai ở các cấp. Trong đó, cấp xã phường phải thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời sai phạm về đất đai, xử lý đến nơi đến chốn những vụ việc phức tạp xảy ra và kiên quyết xử lý các tập thể cá nhân liên quan nếu để xảy ra sai phạm trong quản lý đất đai xây dựng. Thưa quý vị, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong những vùng địa đầu mà cư dân Việt sớm dừng chân trên hành trình mở cõi phương Nam. Nhiều dấu tích về văn hóa, tín ngưỡng, công trình kiến trúc minh chứng điều này vẫn còn tại Bà Rịa Vũng Tàu, trong đó có dấu tích từ những ngôi chùa cổ. Huyện Long Điền là nơi có nhiều ngôi chùa cổ nhưng vẫn giữ nét cổ kính nguyên sơ. Trong câu chuyện đất và người Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, mời quý vị đến thăm những ngôi chùa cổ có kiến trúc độc đáo ở huyện Long Điền. Được vinh hạnh là ngôi chùa này, mình phải nói là ngôi chùa tương đối là cổ. Trải qua những cuộc chiến tranh thăng trầm của đất nước thì ngôi chùa nó cũng chịu chung số phận. Số phận là nó cũng đã hư hao những việc nhưng mà hư hao không đáng kể. Thì lần hầu các thầy, các sư cũng trùng tu nhỏ thôi. Nhưng mà được cái là không có hư hoại. Cho nên vẫn còn tồn tại những cái nét chính tới bây giờ này. Trải qua hơn 170 năm, Long Bàn Cửu Tự hay còn gọi là chùa Làng Long Điền ở thị trấn Long Điền
vẫn còn giữ được gần như nguyên trạng kiến trúc cổ độc đáo và những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh xảo. Là vùng đất trù phú mang lại cuộc sống ấm no yên bình cho cư dân, nên thuở mới hình thành cộng đồng xã tộc, vùng đất đã được định danh là Long Điền. Ngôi chùa xây dựng trên vùng đất nằm ở phần cuối cùng của dãy núi Thùy Dân, có nhiều tảng đá tự nhiên phẳng như mặt bàn, nên dân làng cũng đặt tên chùa là Long Bàn. Theo dấu tích khắc trên sàn ngang chính điện, thì chùa Long Bàn xây dựng vào năm Thiệu Trị thứ năm, tức năm Ất Tỵ, năm 1845. Lưu giữ những giá trị nghệ thuật kiến trúc độc đáo, Long Bàn cổ tự được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích quốc gia năm 1991. Ngôi chùa cất theo cái kiến trúc là ba gian hai trái, chánh điện, hậu tổ, nhà khách, nhà trù. Trước cái ngôi chùa Long Bàn là có cái dàn tiêu diện đại sĩ, sau lưng chùa là có những gột đá do thiên tạo. Chùa Phước Linh ở xã Tam Phước xây dựng từ năm 1843. Bên trong chùa, an trí các bức tượng Phật đều trên 100 tuổi. Trong những năm tháng chiến tranh, chùa Phước Linh là chỗ dựa tinh thần cho bà con Phật tử lúc hoạn nạn khó khăn. Đây cũng là địa điểm nhóm họp dân làng, là trạm trú chân của lực lượng du kích xã, các đơn vị bộ đội địa phương. Nó tới cái hình thành cái chùa này đó thì do ngài nghĩa là mà đại sư Trứ Ấn đời thứ 37 thành lập hồi năm 1843, năm đó là năm Quý Mão. Nên tính năm nay thì cũng gần 200 năm rồi đó. Ở đây thì quý vị cũng biết là cái ngôi chùa Phật Pháp Tăng là ngôi nhà tế độ để chúng sinh làm chỗ tựa nương, cho nên nhất là Phật tử đến đây thì chúng tôi cũng dạy bảo họ phải giữ gìn năm giới cấm mà nhà Phật đưa ra. Thì đối với gia đình là người con hiếu đạo, còn đối với xã hội đó, thì là mình là một công dân tốt. Hiện nay, những ngôi chùa trên địa bàn huyện Long Điền vẫn còn duy trì các nghi lễ dân gian truyền thống như lễ cầu an đầu năm, lễ thượng ngương, lễ Phật đản, lễ trung ngương kết hợp du lan báo hiếu và lễ hạ ngương. Vào những ngày này. Chương trình Hội nhập phát triển trưa nay xin kính chào tạm biệt. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế sẽ liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14 giờ 50 phút, 18 giờ 30 phút và 21 giờ 50 phút trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.